viết thêm một khúc ngâm nga, dặn dò bổn đạo vậy mà mấy trương. Ta giàu có cách thôn hương, vạn dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích Ca còn phế tước hàm, lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Phật tiên dùng kẻ lòng thành, đạo chân thì ít ai hành thiệt tâm. Trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Nào đâu dân có biết ân, mạnh rồi tưởng Phật giải thần là chỉ. Đây này lời lẽ ráng ghi, thương đời nên mới làm thi khuyên đời. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bồn đào vậy thôi ráng nghe. Dầu ai tài kết bài thơ, ham linh ham nhiệm sợ em mang nghèo. Lửa cho phải cột phải kèo, phải dây phải dế mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn vàng khó tầm, chọn nơi trơn tranh khỏi lâm khổ hình. Ấp trời nàng nước thành lần, người hôn cứ mãi chống tình với ta. Theo tài học con năm năm, hỏi ai tri thức tầm càng sâu. Lúc này chưa thể ngồi lâu, tắt trời chôn khắp ngõ hầu dài. À, kính thưa quý vị thân mến, hiện tại thì chúng tôi thấy cờ hoa rất là đẹp, rất là rực rỡ. Thì đặc biệt thì gần khuôn viên chùa thì cờ hoa được treo ngang đường luôn nha quý vị. Thì con đường này thì cũng đường lộ 54 thì chỉ được treo có một khúc thôi, gì tới nhà văn hóa là hết. Còn con đoạn đường từ chùa đến tới tổ đình thì treo gắt luôn nha quý vị. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì đặc biệt Tùng Quê vào lúc này thì sẽ thực hiện cái bộ phim là mình sẽ đi đến các nơi làm xe hoa để chuẩn bị chào mừng đại lễ, đặc biệt là các xe hoa được về chùa mà làm lễ. Thì Tùng Quê cũng kính chào toàn thể quý vị, kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Giờ đây thì Tùng Quê thực hiện vào lúc 2 giờ ngày 19
tháng 11 2023 âm lịch. Quý vị, bắt đầu thì Tùng Quê sẽ đến xã Phú Thọ trước quý vị nha. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ chạy một khúc đoạn đường này cho quý vị thấy cờ hoa rất là đẹp. Cờ hoa treo ngang đường chỉ gần công viên chùa mới được que treo nhé quý vị. Bình thường thì Tùng Quê cũng thấy hết các xã là các xã đang treo cờ hoa. Đồng loạt đang trôi qua rất là nhiều các xã Đồng Hồ gì đồng hành. Kính thưa quý vị, Tùng Quê đã tới ban trị sự xã Phú Thọ. Trụ sở đã được xây cất được một phần rồi nha quý vị, được nơi chính điện rồi. Hiện tại thì xã Phú Thọ cái vị trí có hội trường cũng rất là đẹp nha quý vị. Giờ kính mời quý vị chúng ta sẽ tham quan đây một chút và xem xe qua của xã Phú Thọ hiện tại đang làm tới đâu đây. Kính thưa quý vị, chào anh đi, hên quá, giờ này tới đây thăm gặp anh Y là mừng rồi. Xe qua của anh hình như em thấy cũng rất là đẹp. Bây giờ trước khi hỏi thăm anh, mình vô mình thăm mình kính lễ cái anh đi á. Dạ. Chân dung quá đẹp. Kính mời quý vị chúng ta vào nơi trụ sở mà mình kính lễ Đức Thầy. Kính mời quý vị kính lễ Đức Thầy tháng viên. Vị trá nắng nên thấy hình cũng không rõ lắm. Kính mời mình vô trong luôn quý vị. Vừa mình kính lễ rồi mình cũng giếng luôn. Vừa rồi thì cũng có bà con rất là khen cái nhị cấp này. Rất là đẹp quý vị. Kính mời quý vị hướng đến Tam Bảo kính lễ kính, hướng đến chân dung Đức Thầy đảnh lễ kính, kính lễ cứu quyền kính. Dạ thưa xong. Ôi chào anh đi, anh hôm nay khỏe không? Cũng khỏe. Dạ. Thấy anh hình như là cũng bận rộn làm xe qua, hình như anh cũng đậm mùi sương nắng. Rồi để mình anh hướng dẫn em ra giếng xe qua mình coi. Dạ. Kính thưa quý vị, xe qua đầu tiên mà mình đến đây đặng mình ghi hình thì xe qua của xã Phú Thọ quý vị. Kính mời quý vị xem. Đẹp quá. Mình có thể đứng chỗ này được không, cho nó mát mát chút. Rồi hiện giờ xe qua mình đang thực hiện như thế nào, anh có thể nói một chút về chiếc xe qua mình năm nay làm y như mô hình cũ. Dạ. Tuy rằng nói luôn mô hình cũ chứ toàn thể là mình làm mới lại hết. Mô hình cũ nhưng mà những băng rôn những thì này kia đó là mình phải mới làm mới hết. Dạ. Đó thì cái mấy giờ anh em cực khổ nhất là cái búp sen. Búp sen năm nay của mình ốp nở chứ không phải búp sen để tự nhiên. Vậy hàng ốp nở. Dạ, ốp nở mà bây giờ bị cúp điện không đâu, mở điện cho thấy. Ủa sao lại cúp điện hả? Mới cúp điện bây giờ nè. Dạ. Đó thì tới thời điểm này thì mình đạt cái khoảng là 80% à. 80% à. Giờ như còn vậy một là cái xe lăn nữa. Đây chiều nay mình xe lăn lại. Còn xe lăn nữa ha. Tất cả thì tập trung vô đây để mình làm ở đây. Rồi làm ở đây hết. Dạ. Vì theo anh dự kiến là bữa nào mình sẽ hoàn thành? Chắc ráng gì là 21. 21 là hoàn thành để mình còn nhiều việc để tập lo sự nhiều sự ha. Dạ. Có xe lăn nữa là phải lo múa lăn thử rồi kia ha. Dạ. Anh để cho em thấy có hàng chữ là tuy là hữu ảnh vô hình chớ dân lòng tưởng sân trình đảo lai. Như vậy thì ý nghĩa câu này như thế nào, anh có thể nói một chút được không? Bởi vì cái xe của mình để thầy mình vô đây thì tượng trưng hợp dài bà con cô bác á. Là nói là tuy là hữu ảnh vô hình thấy không, thì từ đây cái đường này là như hồi đó giờ là lần này thầy mình về đây lần thứ hai, mà đi lần thứ hai là ảnh mình về đây để ở tại cái ban dự sự này luôn. Còn đợt trước thì hồi đó đưa ông Năm Hiệu á. Đưa ông Năm Hiệu đó, mộ ông Năm Hiệu về trong này nè. Thầy... Ủa để đường này vô mộ Năm Hiệu á? Đường này vô mộ Năm Hiệu lên trên đi chút. Vô trên trên đó hả? Vô chỗ quẹo, cái quẹo đó chạy lên. Chút cái mộ Năm Hiệu. Cho nên là bà con cô bác đến đây á thì mình hướng dẫn cho bà con vô viếng mộ của Năm Hiệu. Ông Năm Hiệu đặc biệt là được Đức Thầy là dự cái buổi lễ tang. Dạ. Và đưa tới chỗ luôn. Đưa tới chỗ luôn. Thì tuy là hữu ảnh vô hình, có nghĩa là Đức Thầy
À, hiện tại mình chỉ thấy được cái hình ảnh thôi. Nhưng thật sự ra nếu chớ văn lòng tưởng, ý nói là nếu mình mà lòng tưởng á thì Đức Thầy sẽ trở lại liền, trở lại với chúng ta. Thầy là Phật, là Thầy ở trong tâm mình mà. Ý cô giảng là như vậy. Anh tên gì sao tự nhiên? Anh Y. Đúng rồi, anh Y, trưởng ban trị sự xã Phú Thọ, giải thích mình nghe một chút rất là hay. Bởi vì bây giờ xe qua cũng rất là đẹp rồi. Anh nói là ngày 21 là sẽ xong. Cảm ơn anh thật nhiều ha. Đã có thông tin. Nam mô Di Đà Phật. Chúng ta sẽ đi lại trước mặt của chiếc xe qua một chút quý vị. Các anh các chú mình đang làm cực khổ, mình quay cho mấy ổng chút coi. Đang làm một cái viên. Đang tháo làm xe qua. Xe cái viên này viên cũ hả? Dạ, viên cũ đem viên mới vô. Cho em thấy cái mày bạc có chút xíu coi. Anh cho em thấy kéo cái miếng da mà. Ban chi sự và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thọ thực hiện chiếc xe qua này nha quý vị. Đấy, rất là đẹp. Thôi mấy chú mình lớn lớn tuổi không mà làm rồi xong. Xe qua mình bản hiệu mới, có nhìn thấy nổi quá ha. Tiền dung mình như cũng mới nữa vậy. Mới luôn hả? Dạ, mới ăn. Xe qua đẹp đó thì các anh mà lãnh đạo đó vì nhất là anh trưởng ban thì các ban trị sự thì sẽ cực khổ về cái việc điều hành, cho nên thì các anh lúc nào cũng vậy sẽ có mặt đầy đủ ở tại nơi mà trụ sở và nhất là những điểm làm xe qua. Hiện tại thì các anh phải có mặt đầy đủ để sắp xếp công việc. Ơi, cảm ơn anh thật nhiều. Lần đầu tiên hôm nay là nhằm cái năm là 2023, gần tới ngày kỷ niệm đại lễ đản sinh Đức Thầy lần thứ 104 sắp tới rồi. Em đến viếng các xe qua, là xe qua anh là xe đầu tiên. Rồi. Gặp anh được quá hên. Dạ, chúc anh được mạnh khỏe. Dạ, cũng xin chân thành cảm ơn. Dạ, chào anh ạ. Dạ. Bây giờ thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim nhé quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Giờ đây thì Tùng Quê cũng xin rời khỏi nơi ban trị sự xã Phú Thọ để tiến tới ban trị sự tiếp theo là Phú An. Kính thưa quý vị. Vậy đó hả? Ông cực thấy ghê luôn đó hả? Ghê ngộ. Kệ mình thấy sao nói vậy đi. Cái thưa quý vị, các em mình ở tại xã Phú Thọ đang luyện tập nhân viên. Trước đời thật bất tuột, thề hy sinh giết giặc cứu
Xe hoa của xã Phú An quý vị, hiện tại xe hoa rất là đẹp, đã hình như là xong hết rồi quý vị, các anh mình làm xong hết rồi ha. Dạ. Khá đẹp. Cái quý vị thân mến, giờ đây thì các anh nãy giờ đã tập diễn phía trong bữa nay cho lên lên trên luôn để mình tập coi như thế nào nghe. Sao mấy chú là hôm nay thì mới có ngày 19 thôi mà xe qua mình đã hình như em thấy hoàn thành rồi. Hoàn thành đó hả? Như vậy là anh đã chuẩn bị mình lắp ráp rồi, lúc nào mà giờ là đã hoàn thành rồi? Ngày 19 là làm rồi. Mùng 9 đem xe rồi tới mùng 10 là bắt đầu làm tới nay. Tèn ô tranh thủ giữ nha. Xe nhà thì làm sớm gì đó. Thì hôm nay mà xe mình rất là đẹp. Giờ hiện tại giờ mấy em ở đây chuẩn bị diễn thử ha. Xe mình coi như thế nào. Bây giờ anh là người trưởng điều hành diễn cho làm thứ ba. Nhà này của anh luôn hả vậy? Nhà tôi. Ồ vậy hả? Quá im ha. Tại hồi trước đây thì tôi mấy ông kêu tôi vô lập cho mang dự sở, tôi không có làm. Tôi nói nếu anh em cần thì tôi làm. Nhưng mà sao bây giờ nó mới cấu kết vô á. Mình thấy vậy rồi, thôi mình cũng phải chịu đi. Có cái chân chút xíu. Mình làm chịu trách nhiệm với xe hoa. Đúng rồi. Năm nào cũng làm lễ. Dạ. Ôi, cảm ơn anh thật nhiều ha. Rồi các anh em mình làm đông không, mời mau quá. Cũng 7-8 người cả. 7-8 người. Nói tính ra nếu mà nói chung nó là nguyên cái tổ này cả 20 thằng á. 20 người. Nhưng mà làm thì ít công việc này từ. Rồi cảm ơn anh thật nhiều ha. Cho em quay một chút xíu mấy đứa em mình ha. Thử. Chứ giờ nó chưa mặc đồ đạo gì thì thử. Gì thì thử thôi. Đấy, thử gì. Các em mình bắt đầu những thứ. Rồi chuẩn bị. Luôn nha, bước thôi, bước nha. Cái này là phục hồi lại cặt là chuyên chất chuyên nghị đuổi một đội đuổi quân xâm lược nhau này mà. Hỡi đồng bào chống họ, giặc đông an đang xeo dẹp đất nước, nhục nào thương nhục nô lệ ngoại bang, thà chết mà đứng thẳng, không cam chịu sống vì đất nước Nam cẩm tú, người dân Nam anh hùng, trước đời họ
thần phất độ. Thề hy sinh giết giặc cứu đơn sao. Hỡi tất cả nghĩa anh, ta cứu còn anh em với nghĩa nữa hỡi bao hân tướng sĩ, ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng, giờ ta ra lệnh tấn công dù hy sinh vô tư. Sao phá hồi trong lệnh, chúng ta sẽ tấn công đi đâu mà chắc đỡ của mình là đầu tiên hồi chiến hồi chiều thứ hai, hồi chiều thứ hai. Đại ca một kiếm bây giờ để cho nó làm thương quận nó đi ha. Đứng đây em hỏi anh Đức tiếng. Theo em được thấy là anh là cái người điều hành tập luyện cho các em, phải không? Như vậy là các em mình như vậy là năm ngoái có làm không anh? Nó có muốn không? Cái này là số mới. Mới không ạ? Diễn viên mới. Còn diễn viên cũ đâu? Diễn cũ nó có chồng hết rồi. Nó có chồng người tốt khác. Rồi tốt khác lên. Đứng tốt khác lên. Tốt khác đi lên. Rồi nó là làm một năm một bắt đầu mất tiêu. Rồi nó mất tiêu rồi mình kiếm diễn viên mới. Diễn viên mới. Mới hoài luôn. Mới hoài luôn. Đào mới kết mới mà. Cái quý vị theo chúng tôi được biết thì anh áo xanh đậm á, thì ảnh điều hành đặng mà làm xe qua Tư Lập. Anh Tư Lập thì ảnh có trách nhiệm điều hành làm xe qua, thì ảnh nghe nói là người làm xe qua khoảng 20 người thì làm từ ngày mùng 9 tới nay đã xong hoàn thành rất tốt đẹp. Còn anh phía bên mình dòm phía bên tay trái đó là anh điều hành tập luyện các em cháu. Thì anh thì nói là mỗi một năm thì phải tập luyện em mới hoài, quá cực khổ, phải không? Có cực lắm không anh? Đúng, cực khổ. Bây giờ mới quá, mới mẻ quá. Đúng, mới là cực khổ. Thì trong trong số mấy em nói là bao nhiêu người đó? 8 đứa gái, 8 thằng trai. Tức là thì gái nói chung đi. Rồi, 16 người. 16 người. Ồ vậy hả, rồi năm nào cũng mất đưa chọn hoài tới luôn. Không kệ, mới mẻ cho mới cái, cho đổi giống như là đổi viên viên. Đổi viên viên mới. Rồi như vậy thì thật sự nãy giờ cảm ơn các anh. Như vậy còn thí dụ như tới cái ngày nào mình mới tập luyện thiệt, bận đồ đẹp lên, bữa nào? Ngày 22 là đêm đó là mình mới tập một đêm. Một đêm 22. Dạ, dạ, ngày 23 là khởi hành. 23 khởi hành là mình diễu hành của xã mình. Dạ, xã mình. Về tổ đình về ban dân sự luôn á. Dạ, dạ. Về ba tổ đình và ban dân sự. Mình diễu hành xong là mình về tổ đình với ban dân sự luôn. Dạ. Ngày 23. Chiều 23. Dạ. Chiều 23. Dạ. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tối 23 phải tới hết. Dạ. Sáng 24 là mình đậu xe cho người ta diễn cho người ta nhìn. Dạ, dạ. Dạ. Rồi cảm ơn các anh thật nhiều. Hôm nay thì Tùng Quê có dịp đến xã Quốc An để xem các anh mình làm xe qua và cái chương trình nơi xã ban trị sự xã mình như thế nào, thì thật sự rất là chu toàn. Hiện tại ban sự mình gần đây không anh? Ở trên chùa hả? Ban sự tại đó. Có nghĩa là mương chùa. Bây giờ cảm ơn anh các anh thật nhiều nãy giờ đã giúp cho chúng em ghi hình được một chút. Giờ mời các em nó xuống chụp một bộ hình làm kỷ niệm. Dạ. Thưa quý vị, đây là các chú các anh xe qua và cùng với các cháu diễn ở xã Phú An nha quý vị. Chương trình diễn để luyện tập đây tới ngày 25 tháng 11 để chuẩn bị cho diễn hành ở tại xã và diễn hành đến chùa để dự để nha quý vị.
với tinh thần rất là vui. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ chụp một bộ hình để làm kỷ niệm nha quý vị. Thì đây là các em mình rất là vui được tham gia cái chương trình diễn nơi đây, bởi vì xe qua của Phú An thì có một cái chương trình diễn đó là chương trình chuyên nghị. Các em tham gia để mình hỏi thăm các em một chút coi. Bây giờ các em mà khi được tham gia chương trình này các em vui tinh thần như thế nào, nói một chút chút nghe coi. Dạ, đối với tất cả chúng con á, thì cái lễ này rất là vinh dự khi chúng con được tham gia cái xe hoa này. Rất là vui và rất là mến cái lễ này. Dạ, tại vì chúng con rất là quý thầy, mến đạo, sẽ sẵn sàng hết lòng để hết lòng phục vụ cho chương trình này, giúp cho mấy chú hoàn thành tốt đẹp cho cái trách nhiệm sẽ qua của mình. Vậy là quá hay rồi, chào các con ha, chúc mấy con vui khỏe mạnh khỏe để giờ cùng với các chú đây tới ngày 25 tháng 1 mình sẽ ra hoàn thành tốt. Cho chàng khóa tay. Thôi vậy giờ đây thì Tùng Quê sẽ tạm thời rời khỏi nơi đây để tiến hành tới các xã tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào. Đây là xã Phú An. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã đến nơi xe qua ban trị sự và tín đồ Phật thị trấn Chợ Dạp rồi, quý vị thực hiện đây. Xe qua mô hình này cũng rất là đẹp, mình nghe nói là đổi mới hết đúng quý vị. Ở đây là ở Chợ Dạp nè quý vị, đây lên Chợ Dạp cũng gần thôi. Thưa quý vị thì xe qua rất là đẹp. Thưa quý vị, mô hình này là xe qua là hai cặp đồng hai bên chuyên dung thầy đứng giữa nha quý vị. Chào các anh. Các anh mình đang thực hiện gặp hoàn thành. Ôi chào các anh mình dòm lên chút xíu ơi. Đây là ban điều hành làm xe qua nha quý vị. Ôi chào đệ. Nãy giờ gặp đệ, đệ tên gì quên rồi. Năm ngoái có gặp đệ không? Có. Có hả? Năm 18 gặp. Dạ. Dạ. Xe qua mình thực hiện hôm như giờ là bắt đầu khởi hành là bữa nào tới nay anh đây? Bữa dầm tháng 11. Bữa rằm là dầm tháng 10 hả? Dầm tháng 10. Gì? Dầm tháng 10. Dầm tháng 10 đã làm rồi. Cái cuối tháng 10 á, bắt đầu cuối tháng 10 là làm đó. Làm tới hôm nay luôn. Dạ. Chuẩn bị lần lần. Làm sườn rộng này kia làm. Tại vì ông mua tính là cái sườn mình đổi mới cho nó hả? Đổi mới cho. Để trách nhiệm xe qua mình chung với anh Bồ nhánh. Anh Bồ nè ha. Dạ, với chú à. Nhà để đâu lắm? Ở trên chỗ trường học tiểu học A Chợ Dạp. A Chợ Dạp hả? Cũng chuyên gia tham dự chương trình. Dạ. Thằng nào? Tới lại thì tham dự này kia. Còn rồi tới cái ngày mà xe qua Vũ Hạnh để ở góc độ nào? Bên đây nè, bên điều khiển ha. Bên điều khiển ha. Dạ. Ngồi bên đây đó ha. Ngồi bên tao phải. Tao phải. Cái anh lái tài xế là khác. Trên á, ngồi ở trên xe á. Ngồi trên xe rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ồ, là thấy tụi trẻ tài cao nghe cũng được. Mình xuống dưới An Hòa Tự là mình cũng phải đóng chốt tại đó. Dạ. Có đệ không? Có. Phải có đệ tụi trẻ đang mà thức khuya đâu này kia chịu đựng ha. Dạ. Rồi có mấy chú mình ở đây nữa nè, có gì dạ. Chú thấy hình như cầm sổ rồi, chắc có lẽ là cũng dai, chắc cũng gì chánh à ha. Chánh ra. Chánh ra. Chánh ra. Như vậy là tấm hình này hình như là đệ ơi, không ơi, ủa mấy anh mình đó, mấy anh mắc làm mà ta ra hỏi hơi khó. Chân dung này hình như cũng mới hay luôn hả? Bằng gốc hồi cũ hả? Dạ. Bốn mặt luôn hả? Để mình đi vô vòng vòng. Cái đầu của mình đang mở thì phải nói là các anh mình tiếp tục làm tranh thủ, phải nói là một có bốn chân dung cái chỗ nơi mà đặt chân dung ra bốn mặt, nhưng mà chân dung tay Nga tóc ngắn. Bởi vậy mà không Trang bây giờ không biết ai hết Trang. Các anh này mình là ship nha. Hai ông ship luôn hả?
Khéo tay hay không, đẹp hay không là do các anh đâu có gì. À, mình đang quay tấm hình hay các bạn. Đâu về bốn mặt hình. Đây là tấm hình trước này có ba nhắn cổ luôn. Dạ, cho hỏi thăm thêm nữa ha. Cứ việc quay ra. Như vậy rồng mình sẽ chuyển động không? Có chuyển động, là có chuyển động chứ. Dạ, chút chút còn quay rồi, đây giờ đang đang làm. Dạ. Giờ là mình thử được ha. Cái này thử được chưa? Đặt bạc con dao bột. Dạ, thử luôn cho thử luôn cái gì ơi. Có điện rồi. Luôn cái gì ơi. Quá đẹp nè, rồng mình lắc đầu. Kính thưa quý vị thân mến, mình được biết là mô hình hôm nay được thay đổi nha quý vị. Là mô hình rồng lúc này là đồng thanh đồng thủ hơn năm ngoái. Quý vị cho chuyển động luôn. Có ánh đèn lên nó chớp chớp gì, máy tuần quê cũng khá cao mà cũng không có mức độ hình chẳng chớp chớp gì nè. Ô đèn rất là đẹp. Giới thiệu cùng quý vị, thị trấn Chợ Dàm có làm một cái siêu qua hình chân dung thầy ở chính giữa bốn mặt các vị. Hai rồng hai bên để hậu vệ, rất là đẹp. Còn tứ trụ cá mặt thì đó là chân dung của tứ trụ Phật giáo Hà Nội. Ở đây là mặt sau nhóm việc, mặt sau rồi. Đây là bộ điều hành, trong đây thì có các anh các đệ để mà làm. Kêu thêm đi nước nữa coi, xe rất là đẹp nha quý vị. Cái tôi thì xe qua Chợ Dàm đã thực hiện gần xong mô hình, gần xong rồi quý vị. Rất là đẹp. Ban điều hành các anh các chú cũng đang ngồi để mà dùng nước tạm nghỉ. Theo dự kiến của mình khoảng bao nhiêu ngày nữa là xong rồi đây? Cả ngày nữa rồi. Ngày nữa là xong. Đăng ký nữa. Rồi sau khi mà mình xong rồi mình chuẩn bị diễu hành như thế nào để có thể nói một chút? Diễu hành thì trong xã, trong thị trấn rồi bữa 23. Trong 23 giờ lúc mấy giờ đấy? Cả 6 giờ. 6 giờ chiều. 6 giờ chiều. Chuẩn bị là diễu hành giáp xã xong rồi bắt đầu đi xuống chùa luôn nha, phải không? Dạ đúng rồi, diễu hành trong thị trấn chứ. Dạ. Rồi mình mới đi xuống chùa ăn này. Có nghĩa là mình đi lên. Dạ đi lên xong rồi đi giáp danh thị trấn mình đảo xuống tổ đình rồi xuống chùa thầy. Rồi đúng rồi. Như vậy thì kính thưa quý vị, tất cả các xã ban trị sự, nhất là ban trị sự Chợ Dàm, thị trấn Chợ Dàm thì cũng thực hiện giống như các xã khác, thì vào buổi chiều 23 thì được diễu hành tại xã mình và sau đó sẽ tập trung trở về chùa Quảng và tự để mà dự tại đó hiểu về cái đầu việc năm mới đồng bằng đồ quý vị. Giờ đây thì tụi quê lại gặp một em bé mà có tinh thần với các chú nha. Thấy làm sơ qua cái em này cũng tới đây rất là thường, nghe nói là thường xuyên lắm hả con? Dạ thường xuyên. Dạ con thích làm sao mà con tới đây ạ? Dạ con thích lại tại vì lúc đó con vừa lại con cứu bồ cho con bẻ bẫy cho nên con phái cho nên con ở đây hoài. Con phái hả? Dạ. Con thấy mấy chú làm sơ qua đẹp quá rồi kia, con cũng thích lắm ha. Dạ. Nhà gần đây không con? Nhà con gần đây. Ồ vậy hả? Tại vì nói chung nó cũng là cái duyên. Các đứa bé mình nhiều khi nó lắm lúc nó thấy thích đi chơi chuyện khác.
ai ngờ đâu nó cũng thích lợi chỗ xe hoa mà có hình thầy rồi tương lai rồi như xuống chùa rồi cũng thích ha. Dạ. Thì như vậy thì vậy là tốt đó con. Ăn con có đi học không? Dạ có. Ừ, vậy là tốt. À, con như vậy thì tương lai mình đi về nhà thì mình phải ngoan với cha mẹ. Dạ. Rồi sau đó gặp mấy chú cô đây thì mình cũng phải nói phải nghe lời với chú mình. Dạ. Con tên gì? Con tên là Phan Minh Quy. Phan Minh Quy là một người rất thường xuyên hỗ trợ kinh tù quê. Nhớ bấm like chú nghe. Rồi chúc con mạnh khỏe mau lớn để tiếp tục nói ngồi nói gót theo với chắc chú ha. Rồi chào. Kính thưa quý vị, bây giờ cho rồng phun nước luôn nha quý vị. Mình bắt đầu cho rồng phun nước luôn quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có quay cái logo này là logo lễ 18 tháng 5 nha quý vị, thông cảm là chưa có thay logo mới. Rồng phun nước luôn nha quý vị. Đang cho phun nước cho quý vị. Hình ủa phun chưa mà không thấy? Có đó. Có đó hả? Ồ thấy rồi thấy cho ít quá. Ồ ướt rồi. Ôi rồng phun nước còn gì. Hai con rồng phun nước nha quý vị. Chúng tôi quý vị thân mến ra rồi. Thì vừa qua chúng tôi cũng sơ lược phong cảnh tại ban trị sự và tín đồ thị trấn Chợ Giam đã thực hiện một quy mô hình mẫu xe cũng rất là đẹp, xe hoa để chuẩn bị cho ngày đại lễ 25 tháng 11 rất là đẹp. Xe sắp hoàn thành, chỉ còn một ngày nữa thôi quý vị. Giờ thì hiện tại chúng tôi cũng cập nhật nãy giờ. Bây giờ thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim nha quý vị, cho quý vị để mà chúng tôi sẽ di chuyển tới điểm tới. Xe hoa rất là đẹp. Kính thưa quý vị, giờ đây thì tình hình các anh mình nói là chỉ còn một ngày nữa thôi đã xong. Nam mô Di Đà Phật. Tùng Quê xin tạm dừng phim. Thưa quý vị, giờ mình chở vào bên trong để mình từ giả các chú mình góc đầu mình tạm dừng phim được không quý vị? Rồi cảm ơn mấy chú thật nhiều, các anh thật nhiều nãy giờ đã hợp tác cho mình quay một đoạn phim để mình thông tin cho bà con xa gần biết trước vậy là chuẩn bị ngày lễ lễ sẽ có một chiếc xe hoa ở thị trấn Chợ Giam rất là đẹp. Giờ đây thì Tùng Quê xin tạm dừng phim và chia tay. Rồi cảm ơn các anh thật nhiều. Thôi bắt tay một cái miếng thôi. Về đi có Tùng gì tới nữa nè. Có đồng, có ông nữa nè. Dạ bắt tay chú cái. Cảm ơn thật nhiều. Dạ cảm ơn chú. Để cho quay luôn mà. Rồi cảm ơn để nãy giờ hợp tác cũng rất tích cực. Dạ. Rồi kính thưa quý vị, giờ đây Tùng Quê xin tạm dừng phim nha quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nơi đây là ban trị sự xã Phú Thạnh, tấm bảng hôm nay hơi mờ quý vị. Tấm bảng mờ quá, tại vì quý vị biết là ban trị sự xã Phú Thạnh cũng chưa có được trụ sở nên cũng tạm là một cái nhà dân. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì xe hoa của ban trị sự xã Phú Thạnh cũng đang thực hiện. Mô hình thì cũng là một cặp rồng hộ chân dung Đức Thầy bốn mặt quý vị. Quý vị thì ban trị sự và tín đồ xã Phú Thạnh thực hiện quý vị. Kính thưa quý vị, chân dung thầy rất là đẹp quý vị. Chào Phú Thạnh thì chào anh. Anh là sao ban trị sự? Phó ban trị sự xã Phú Thạnh. Phó ban trị sự xã Phú Thạnh. Dạ. Thì được biết là hôm nay đến đây để Tùng Quê cập nhật các xe hoa mà được đến dự ở tại An Hòa Tự. Dạ dạ. Coi tình hình các anh em mình chuẩn bị xe hoa như thế nào.
Thì là xe qua của anh như vậy là thực hiện được vào ngày nào, vào hôm nay chương trình mình sẽ hoàn thành vào ngày nào theo dự kiến? Theo dự kiến thì chắc 22 phải hoàn thành, 23 mình khởi hành đi dữ á. Còn có nghĩa là mình phải làm sao? Làm sao đây rồi tới ngày 23 phải cho xong hoàn toàn hết. Dạ. Tại ngày 23 mình có thể là khởi hành. Dạ dạ. Diễn hành trong xã rồi đi về An Hòa Tử. Bữa đầu tiên mình thực hành là bữa mấy anh? Bữa Rằm. Bữa Rằm tối nay. Dạ dạ. Ồ, bữa Rằm tối nay cũng hơi lâu lâu rồi đó chứ. Hơi lâu rồi mà chạy 3-4 ngày nay. Không có người. Dạ. Đó đó cũng đó đó. Đó 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 hả? Lai rai không tài xế. Hả? Tài xế xe. Để làm. Đăng chứ. Cô đồ vì xe qua gặp rồng năm ngoái mô hình vô mình như thế nào, năm nay mình đổi mô hình rồi. Năm rồi thì mình có hạt. Có hạt hả? Dạ dạ. Chuyến này là mình thay đổi. Này mình thay đổi lại rồng. Chuyến đường đi đóng được dài. Cái này mình đi sống ảo rồi hả? Đúng rồi, thì có gì? Không, vậy là cũng hạnh phúc rồi. Hỏi 6 năm. Dạ, cái máy không ạ? Dạ, cái đồ này. Để đâu, coi. Điện thoại. Mỗi năm mỗi làm là dây đèn mình đổi mới cho ha? Dạ, dạ, mới hết. Dạ. Ồ, chị Dung thầy mặt này quá đẹp quá vậy. Dạ. Chết đi ông. Chết đâu tại. Máy gọi con hai có thông tin á. Lấy máy gọi coi nó trả lời à. Máy cả nhà. Máy. Đây nè. Là hai anh ở xã Phú Thạnh thì được biết là các anh cũng nằm trong thành viên của ban trị sự xã Phú Thạnh với tinh thần về để chào mừng đại lễ 25 tháng 11 đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ lần thứ 104 thì các anh xã Phú Thạnh mình hết sức là tích cực để làm một chiếc xe qua với tinh thần ban trị sự và tín đồ. Để rồi mình thực hiện xe qua mà để mình làm một cái chương trình diễu hành kính mừng đại lễ thì với tinh thần các anh như thế nào, nói một chút đi. Để mình làm cho là sáng cái danh đạo, dạng danh thầy. Dạ. Là ngày kỷ niệm là 104. Dạ. Của thầy. Và tín đồ và ban trị sự. Dạ, sẽ cố gắng thực hiện. Dạ. Tốt. Tín đồ của xã Phú Thạnh và ban trị sự cố gắng làm. Ồ. Đẹp tốt. Dạ. 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 Dạ, thấy cũng hay rồi, đứng yên cho chúng em chụp hình một cái coi. Các anh thật nhiều. Dạ. Dạ. Các đồng quý vị thân mến, xe qua cũng khá đẹp. Dạ.